Vì anh yêu em thật lòng nên anh mới có cảm giác đó. Không ai có thể thay thế chỗ của em trong lòng anh được. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em. Vậy anh có chấp nhận việc em yêu người khác không? Sao? Em nói em yêu người khác. Anh không chịu được phải không? Em không muốn lừa dối anh. Thật sự em chỉ xem anh hơn một người bạn một chút thôi. Một người đàn ông khác đã chiếm trọn trái tim của em. Phải đi. Đừng buồn, xin lỗi. Thể làm khác được. Em đi đây. À, Thanh. Anh đến đây không phải để nghe em nói những lời đó. Anh quyết sẽ giành lại em. Anh tin rằng không ai yêu em bằng anh đâu.
Dạ, con chào bác. Thưa bác, con đi. Bảo Ngọc. Dạ. Đàn Thanh nó đi rồi, con đừng có tìm nữa. Dạ. Chánh Khiêm, bây giờ con mới đi hay sao? Dạ, con đi đây mẹ ơi. Ừ, mẹ chúc mọi chuyện tốt đẹp đến với con. Dạ, cảm ơn mẹ. Thưa mẹ, con đi. Anh à, sao Đăng Thanh đi sớm quá vậy? Đăng Thanh không đi chung với anh à? Chắc con Quy đưa cổ lên công ty trước rồi. Dạ. À, anh. Gì vậy em? À, không có gì, đi anh. Alo, anh Công Huy. Em nghe đi. Dạ, em chỉ định đi về nhà thôi. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Bảo Ngọc ngay quán cà phê, mình nói chuyện một chút nha. Giọt nắng bên thềm chưa vắng, rồi bước chân. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh nhớ Đăng Thanh phải không? Dĩ nhiên rồi. Anh không nhớ Đăng Thanh thì nhớ ai? Mỗi lần cô ấy đi xa, anh cảm thấy không yên tâm. Anh lo lắng về chuyện gì? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ lo lắng vậy thôi. Đăng Thanh không tạo cho anh lòng tin sao? Anh luôn cảm thấy bất ổn về cô ấy. Nghĩ cũng lạ, càng thấy bất ổn, anh càng thấy mình yêu cô ấy nhiều hơn. Em có thể giúp được gì cho anh không? Chưa bao giờ anh cảm thấy mình tệ hại đến như vậy. Em có thấy tệ hại gì đâu. Có những người suốt cả cuộc đời chưa bao giờ có được cảm xúc yêu một ai đó. Được như anh là một hạnh phúc đấy chứ. Đúng là anh đang hạnh phúc. Nhưng ngược lại, anh cũng rất đau khổ. Khi... Có phải anh đang nghi quá không? Em đang nghĩ gì vậy? Dạ không, không có gì đâu anh. Mẹ.
Mẹ ra đây hồi nào vậy? Sao mẹ thấy con có vẻ buồn buồn? Dạ, dạ tại anh Chánh Kim đi công tác nên cô thấy buồn buồn thôi. Chánh Kim nó đi vài ngày rồi về thôi mà, cũng là công việc thường ngày mà con. Dạ con cũng biết vậy, nhưng mà không hiểu sao lần này con có cảm giác không giống những lần trước. Con à, vợ chồng phải tin tưởng nhau thì mới sống với nhau được. Con phải biết tin tưởng chồng con chứ. Dạ, cô rất tin anh Chánh Khiêm, nhưng mà thật lòng nhiều lúc con cảm thấy có những chuyện vượt ngoài khả năng kiểm soát của con. Mẹ hiểu. Ở đời có những việc xảy ra mà người ta không lường trước được. Người ta nói rằng mình có thể cố gắng, mình có thể biết được khả năng của mình, nhưng mà mình không biết được vận may rủi. Mẹ mong các con gặp may mắn. Con cảm ơn mẹ. Uống đi em. Em thích thế nào? Đâu cần phải lãng mạn như vậy, anh muốn dễ em đây. Đây là thức bên ngoài để biểu hiện sự tôn trọng tuyệt đối của anh dành cho em. Vậy Khoan đã, hả? anh yêu em không? Em hỏi nghiêm túc đó. Chà, cuộc thi ký của tôi đang nghiêm túc đây. Ok, tốt. Em muốn biết sự thật hả? Anh si mê em. Sao em thấy áy náy quá? Cứ tranh thủ những lúc đi công tác như vậy. Thế nhà hàng sao? Em sao vậy? Chúng ta phải biết tận hưởng những giây phút bên nhau chứ em. Tận hưởng hay tận dụng? Em không thích. Em thiệt. Thôi, uống đi. À, em chờ anh chút nha. Alo, Bảo Ngọc hả? Khuya rồi xem còn điện thoại cho anh làm gì? Em ngủ không được sao? Không có anh bên cạnh em hả? Thôi mà, cố gắng nhắm mắt lại ngủ đi. Thức khuya không có tốt cho sức khỏe đâu. Được rồi, vậy nghe. Chúc em ngủ ngon. Thank you.
Sao em không về đi? Cho anh làm gì? Em nhường em chứ đâu theo anh đâu. Biển cả ai không bơi sẽ chìm. Anh thích câu triết lý gì? Em nói chuyện của em, không cần phải tung hô theo. Em sao vậy? Em đâu phải là ca sĩ diễn sân khấu đâu mà phải vỗ tay. Anh thích thì nói chứ. Anh thích là chuyện của anh, nhưng xin anh là đừng chung sở thích với em. Luật hả? Điều khoản số mấy vậy? Được, của em không có số. Ok, nếu là luật của em thì anh chấp nhận. Anh là một công dân tốt đó. Ok, anh hoang sơ quá. Chính vì nó quang sơ nên em mới thích. Ở đây này chắc không có sân si ganh tị đấu đá nhau, đúng không anh? Dĩ nhiên rồi. Ủa, mà ai làm cho buồn phiền sao? Cuộc sống đâu ai tránh khỏi buồn phiền đâu. Tự nhiên đứng ở đây này em thấy người nhẹ hẳn đi. Mọi buồn phiền trở thành thứ yếu. Có lẽ cuộc đời sau này của em sẽ hợp nhất khi sống ở đây. Phải em không đó? Đang sống thành phố nhộn nhịp, sao muốn đến đây một mình? Thôi mình đi đi. Đứng đây em nói lung tung anh sợ. Anh muốn đi hả? Ừ. Em thích nơi này lắm mà. Nếu vậy chúng ta sẽ lại. Em chỉ thích cho em thôi. Em chỉ thích ở một mình em thôi, không có anh, hiểu không? Ý em là em muốn ở đây một mình hả? Một mình em sống ở đây này. Vì sao? Vì anh không hợp với nơi này đâu. Có nghĩa là chúng ta khác nhau nhiều lắm. Anh đừng hỏi em nhiều quá không hay đâu. Thôi mình đi đi anh.
À, chào chú. Chào cậu Công Huy. Uống gì? Cháu uống giống chú đi. Cho một ly giống vậy. Dạ. Cháu nghe Đăng Thành nhắc nhiều về chú. Đăng Thành nói gì về tôi? Cô ấy nói từ đó đến giờ chú là người thân nhất của cô ấy. Cô ấy rất kính trọng chú. À, nếu không có chú, không biết cô ấy sẽ như thế nào nữa. Có lẽ Đăng Thành quá xúc động nên mới nói như vậy. Đúng là hiện tại bây giờ tôi là người thân duy nhất của cô ta, vì ba cô ta đã gặp tai nạn. Dạ, cháu xin lỗi. Cậu có cảm giác như thế nào khi yêu người con gái của người mà cậu đã gây ra tai nạn? Chính vì điều đó, cháu thấy mình phải có trách nhiệm với cô ấy hơn. Ừ. Và cháu càng yêu cô ấy hơn. À, vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào khi cháu gái tôi gặp cậu. Cháu hứa, cháu sẽ không để cô ấy phải khổ sở nữa. Sao cậu lại nói với tôi? Đúng ra là không phải là hứa, mà là phải làm. Nhưng mà thôi, cậu còn trẻ, cậu không hiểu. Cậu không lường trước được những khó khăn xảy ra. Bây giờ mọi chuyện còn đang mới mẻ, thì cậu thấy như vậy đó. Nhưng mà khi tình yêu được xác lập trên nền tảng của sự thù hận, thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nhưng cháu đâu có. Cô ấy sẽ không thù hận cháu đâu. Cháu tôi là một đứa nhẹ dạ. Hiện giờ tâm trạng của nó đang bị bất ổn, chưa được bình thường, cho nên nó mới chấp nhận như vậy. Vì nó là cháu tôi phải lo cho nó. Tôi không muốn thấy cháu tôi phải đau khổ một lần nữa. Cậu hiểu không? Nhưng cháu... Cậu hãy rời xa cháu tôi ra. Thưa chú, tôi là chú nó, tôi thay mặt cho cha mẹ nó. Tôi lệnh cho cậu, cậu không được yêu nó nữa. Cậu nghe chưa? Đăng Thanh, sao ngồi đây một mình vậy? Sao buồn quá vậy? Dạ đâu có. Em có gì phải đi ra ngoài một chút. Thôi em đi nha. Đăng Thanh à? Dạ. Hình như em có muốn nói chuyện với chị à? Dạ đâu có. Thiệt không? Có gì thì cứ nói ra đi. Em có gì phải đi thiệt mà. Chị không cho em đi đâu hết. Em phải ngồi để nói chuyện với chị. Thôi được rồi, chị ngồi đó đi. Em rót nước chị uống nha. Chị đâu có uống trà đâu. Nè, em có chuyện gì phải không? Chắc tại em mới đi về nên thấy hơi mệt. Mà nhìn em thấy mệt mỏi lắm hay sao? Không phải. Nhưng mà không hiểu sao chị có cảm giác là em có vẻ muốn tránh mặt chị. Chị có làm gì cho em khó chịu không? Đăng Thanh. Anh Huy ngồi đi. Nè, anh lại làm gì cho Đăng Thanh buồn phải không? Sao chuyện gì cũng trách anh vậy? Không trách anh thì trách ai đây? Đăng Thanh buồn như là bị thất tình vậy đó. Em đừng có nói như vậy. Anh lúc nào cũng một lòng một dạ với Đăng Thanh, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra. Và thất tình thì càng không thể nào. Vậy sao Đăng Thanh lại buồn vậy? Anh làm sao mà biết được? Đăng Thanh, phụ nữ mà hay buồn phiền là mau già lắm đó. Em có chuyện gì không vui à?
Sao chị cứ nói em không vui hoài vậy? Đừng có chối nữa. Ở đây mọi người đều thấy vậy hết á. Không có gì đâu. Tại em thấy trong người hơi mệt nên vậy thôi à. Không có em, từ đời tôi là ai? Không có em, trái tim không buồn vui. Trong mắt tôi, tình yêu xa vời. Vì em mà tôi không biết tôi. Không có em, tôi như không người thân. Chân bước đi, thế nhưng đi về đâu? Xin hãy cho tôi tình yêu trong cuộc đời. Và người hay nói tôi là ai? Yêu em mà trong mộng mê, tôi vẫn biết trong mắt em không có thôi. Nhưng sao lòng tôi hoài nhớ thương. Yêu em, tôi không là tôi. Có tin gì mới không em? Muốn biết thì anh tự đọc báo đi. Đây không phải là công ty. Chú muốn biết các dự án của công ty Vĩnh Đông, chừng nào con đưa cho chú đây. Dạ. Con cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa trong tầm tay của con. Con thấy mình tệ quá. Thời gian và điều kiện quá nhiều, nhưng con lại không làm được gì hết. Vậy thì thôi, chú phải đành thức hứa với ba mẹ con. Dạ, thưa chú, xin chú cho con thêm thời gian. Con sẽ cố gắng. Vì ba mẹ con, chú sẽ đi với con đến cùng. Nhưng con phải hứa với chú là con phải làm được. Dạ, con xin hứa. Con nên nhớ, chúng ta không còn nhiều thời gian. Giá cổ phiếu của công ty Vĩnh Đông hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến giờ. Dạ, con hiểu. Em sao vậy?
Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh hỏi thật lòng, em đừng trả lời khách sáo. Trả lời vậy là khách sáo hả? Con người em là vậy đó, thích thì nghe, không thích thì thôi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Dạ xin lỗi ạ. Có gì không cô Hoa? Dạ em muốn tổng giám đốc xem lại giùm em bản market à. Cô để đây cho tôi. Ừ, được rồi. Dạ. Chào chị. Em chưa ký được nữa. Tại sao vậy? Họ đang cãi nhau ở trển. Mà họ là ai? Thì tổng giám đốc với thư ký chứ còn ai vô đây nữa. Em có biết là em đang nói gì không? Em nói thiệt mà, anh không tin sao? Tổng giám đốc và thư ký. Đúng. Tổng giám đốc thì có quyền la thư ký chứ. Ừ. Đúng không? Ừ. Hết giờ làm việc rồi. Em làm theo việc chứ không theo giờ. Về nhớ khóa cửa nha. Ừ. Em. Mẹ à, Đăng Thanh với Công Nguyên cứ đi chơi hoài. Mấy bữa nay hai người đó không có ăn cơm nhà. Con quan tâm làm gì mấy đứa đó. Ăn đi con. Sao cứ nhắc đến Công Quy và Đăng Thanh thì em lại có cái thái độ khinh miệt như vậy? Em có nói gì đâu mà nói là khinh miệt. Mà tại sao anh lại hay binh tụi nó quá vậy? Tự nhiên ở đâu sọc vô nhà mình ở, anh thấy có được không? Nếu em không đồng ý
thì anh không cho tụi nó ở nữa. Nhưng em đừng có cái kiểu bằng mặt mà không bằng lòng như vậy. Hễ nói ra lạnh binh tụi nó. Anh coi em là người ngoài, còn tụi nó mới là người thân của anh. Em nói cái gì mà kỳ vậy? Ba mẹ ơi, sao cứ tới bữa ăn ba mẹ cãi nhau hoài vậy? Ba mẹ cứ như vậy hoài, chắc tụi con cũng ra ngoài ăn cơm luôn vậy. Đó, anh nghe con nó nói chưa? Con xin lỗi ba mẹ, tại con nhắc tới anh Công Huy nên mới có chuyện. Không có gì đâu con. Thôi, con ăn cơm đi. Em muốn gặp anh, anh tới liền nha. À, em. Ủa, tối rồi mà anh còn đi đâu vậy? Anh có chút xíu việc. Em ở nhà nghe, đi về liền ha. Đang thật, sao em tránh mặt anh? Sao không nghe điện thoại của anh? Em có biết em làm như vậy anh lo cho em lắm hay không? Hả? Anh Kim, có lẽ là chúng ta nên chấm dứt tại đây đi. Ý em là muốn chia tay với anh phải không? Vậy em có thể cho anh biết anh có làm phật lòng em hay không? Sao em lại trừng phạt anh vậy? Em làm như vậy là em đang tự trừng phạt em đó. Em nói rõ lý do đi. Em không thể có lỗi với chị Bảo Ngọc, em cũng không thể có lỗi với anh Công Nguyên, nên em không dám gặp mặt anh. Em cũng không dám đối mặt với bản thân mình. Đại Thắng, đây không phải là tội lỗi của riêng em. Nếu có thì đó là tội lỗi của cả hai chúng ta. Tại sao chúng ta không cùng nhau chia sẻ chứ? Không, em không muốn tiếp tục mối quan hệ với anh nữa. Anh về đi. Đàn Thanh, anh biết đây không phải là lời nói thật lòng của em. Em thử nói lại lần nữa đi. Tại sao vậy? Tại sao lúc anh còn có quyền được lựa chọn thì em đang ở đâu? Còn bây giờ anh đã có gia đình và phải sống có trách nhiệm thì em lại xuất hiện. Có phải đây là sự trớ trêu không? Em nói đi, em muốn phải làm sao thì em mới vừa lòng. Tại sao lại là người đã có gia đình? Anh nói đi. Đang thân à, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cứ để mọi việc đến đâu thì hãy đến đó đi. Thank you.
Công Quy, ngồi đi cháu. Dạ. Thế nào, công việc của cháu ở công ty ra sao? Có tốt không? Dạ tốt ạ. Vậy thì bác yên tâm lắm. Nếu có gì cháu cứ báo cho bác biết nha. Sức khỏe của bác dạo này bình phục hẳn rồi phải không? Cháu lo cho bác. Cảm ơn cháu đã lo cho bác. Sức khỏe của bác dạo này ổn lắm. Mai mà có cháu, gia đình bác mang ơn cháu lắm đó. Bác đừng nói vậy, đó là bổn phận của cháu mà. Tại sao lại là bổn phận? Vì cháu là nhân viên của công ty Vĩnh Đông mà. Chị Nga, vui chơi em. Anh Tránh Kim chưa về hả chị? Chưa em. Ngồi đi. Chị sao rồi? Chị muốn đi làm lại quá Đăng Thanh à. Ở nhà hoài cũng buồn. Nhiều lúc nghe anh Chính Kim nói về những khó khăn của công ty trong tình hình hiện nay, không giúp gì được cho ảnh, chị cũng buồn. Đăng Thanh đi làm, ráng giúp ảnh giùm chị nghe. Được rồi, chuyện nhỏ mà. Ủa, còn chuyện đi làm lại, chị tính sao đây? Anh Kim không cho. Sao lại không cho? Anh Kim muốn có con. Anh muốn chị giữ gìn sức khỏe. Anh sợ chị lại như lần trước. Anh Kim muốn có con lắm hả chị? Ừ. Ý em muốn nói là hai người lấy nhau lâu mà không có con là không ổn đâu. Mà anh Kim chưa về nữa sao? Thôi, em có chuyện phải ra ngoài một chút. Em đi nha. Khuya rồi mà còn đi đâu? Nhiều lúc em thấy ngột ngạt quá. Em muốn đi dạo cho khuây khỏa một chút. Hay chị đi chung với em cho vui nha. Em chỉ muốn đi một mình thôi. Chị nghĩ đi. Alo, Đăng Thanh hả? Em đang ở ngã tư gần nhà nè. Sao em lại ở đó? Em muốn nói chuyện với anh.